Vâng, xin chào tất cả mọi người đã cùng quay trở lại cửa hàng xe máy Phương Nam nhá. Đó, hôm nay thì cửa hàng mình vừa mới về một chiếc Revel 300 mọi người nhá. Đó, xin phép mọi người là được đi sơ dàn ngoài trước của con Revel 300 này. Đó, nội thất chi tiết trên con xe này là zin mọi người nhá. Đó, xe khá là đẹp, leng keng spec luôn. Đó, đã trang bị hệ thống là ABS trước sau. Đó, đăng ký biển 72 Vũng Tàu A101370. Đó, xi nhan đôi mọi người nhá. Những cái dòng Revel 300 này thì mọi người chạy khá là mạnh mẽ luôn. Đó, bản ABS trước sau nhá. Đó, ABS. Đó, những chiếc Revel 300 này thì chạy rất chưa là mạnh mẽ luôn. Đó, và phần chi tiết luôn mọi người nhá. Đó, vành bánh ốc tán còn khá là sạch đẹp mọi người nhá. Đó, mâm đĩa các kiểu phuộc nhún rất chi là êm ái luôn. Đó, rất chi lính nhảy mọi người nhá. Đó, máy móc thì đang còn khá là đẹp mọi người nhá. Đó, còn rất chi là đẹp luôn. Trang bị két nước làm mát này. Đó, ABS trước sau. Đó, xi nhan đôi nháy rất chi là ok luôn mọi người nhá. Đó, mình sẽ test sơ máy cho mọi người nghe luôn. Đó, dòng này thì máy nổ rất chi là sướng mọi người nhá. Đó, xe Odo mới được 7.256 cây luôn mọi người nhá. Đó, Odo rất chi là thấp luôn. Đó, đề phát là lên luôn mọi người nhá. Đó, máy nổ rất chi là êm luôn. Đó, dòng này thì bô đây là bô của nó mọi người nhá. Đó, máy nổ rất chi là thầm thì luôn. Đó, mình sẽ lại đây lên cho mọi người nghe luôn nhá. Dòng Revel 300 này thì phân khối lớn cho nên nó sẽ mạnh mẽ lắm mọi người nhá. Đó, giá chỉ vài chục củ thôi. Đó, mọi chức năng chi tiết trên xe hoạt động đầy đủ hết mọi người nhá. Đó, đầy đủ hết luôn. Có luôn cả tắt đèn, tắt máy mọi người nhá. Đó, coi đèn đi. Đó, đèn thì đèn này là nguyên bản thì nó vẫn này thôi mọi người nhá. Đó, đèn sáng. Đó, kèn. Đó, xi nhan các kiểu đầy đủ hết. Đó, bật tắt thoải mái mọi người nhá. Đó, những chiếc xe này thì mọi người chạy khá là ok luôn. Đó, anh chị em mình nào có thiện chí thì cứ inbox qua cửa hàng nhá. Cửa hàng thì có mua bán, có trao đổi, có bán trả góp, có hỗ trợ mọi người ship xe rồi, cảm ơn mọi người rất chi là nhiều luôn ạ.